này bị hỏng rồi. Cái này hỏng rồi. Sửa ra ngoài. Kiểu này là chúng nó vẫn cố tình đóng rồi. Nó to. Này, sữa này. Vừa là này đúng không? Đấy, này. Nó bảo rồi nhìn cái thương nó cũng biết ngay. Thế này sữa từ nãy giờ. Để cái gì ra nó sẽ có cái này cơ mà đấy này là bài là còn hạn chế cả hàng đấy tăng thì vẫn tăng cho rẻ nhưng mà nó như này cơ mà vừa mà nói xong lúc câu nhé thôi khỏi khỏi phải gỡ ra nhưng mà vẫn phải quay clip phải quay để rõ hẳn bên trong đấy một số đấy nó tối được mà được đúng rồi ui ủa được hết rồi à. Cái này là nó không từ trước rồi, không phải là anh đâu. Chứ không phải là bọn mình trước rồi. Đấy, phải quay rõ đến mức như này. Tôi mở nắp ra. Đấy, đấy. Như này đúng rồi. Được cái chẳng sao, tao bị chứng tỏ cái này bị từ trước rồi, nhưng chưa có mất lắm. Đấy. Dư con lấy cái này vào. Như thế này. Bây giờ gói lại như nào chứ. Từ từ, để cho dừng clip. Đỡ hết tất cả đi. Rồi con đứng lên cho dì có biết này. Từ từ á. Đây đấy. Này, sữa tung tóe này.